Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh vừa di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1977, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, từ thành phố Hà Nội về Lâm Đồng để xử lý. Thành là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 8 năm 2012, Thành cùng vợ là Lê Thị Thu Huyền, sinh năm 1983, có ký giấy vay mượn tiền và cà phê của 4 hộ dân tại huyện Đức Trọng, với số tài sản quy đổi thành tiền là gần 1 tỷ 700 triệu đồng. Sau đó, Thành cùng vợ bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 10 năm 2012, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự. Năm 2013, Huyền bị bắt và đến cuối năm 2014 thì bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt 10 năm năm tù giam. Thành tiếp tục bỏ trốn về Lai Châu và Hà Nội làm thuê. Tháng 10 năm 2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét truy bắt Thành. Lúc 21 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2015, Thành đã bị các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bắt giữ tại thành phố Hà Nội theo quyết định truy nã đặc biệt.